À, chúng ta cùng phân tích đề bài này. Đề bài cho đun nóng 28,9 gam hỗn hợp X gồm có c 4 CH2, CH3, CH6, CHI, mạch hở và hiro trong bình kín không có oxy, xúc tác niken. Giả sử chỉ xảy ra phản ứng cộng hiro. À, kết thúc phản ứng thì thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với anh X là bằng 19 14. Biết Y phản ứng tối đa với amon brom trong dung dịch. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 1,9 mol hỗn hợp X thì cần vừa đủ 6,45 mol oxy thu được nước và 4 mol CO2. Đề bài yêu cầu xác định giá trị của A tức là xác định số mol của brom đã phản ứng trong dung dịch là bằng bao nhiêu mol. Như vậy chúng ta sẽ đồ hóa bài toán như sau này. Ở đây mình có là một hỗn hợp ở đây là hỗn hợp X này. Hỗn hợp X thì gồm có thứ nhất là anh ch 4 này. Thứ hai là C2H2. Tiếp theo là C3H6. CXHI, CXHI ở đây. Và ở đây là có hiro. Đó, tổng khối lượng của anh này thì đầu bài cho là bằng 28,9 28,9 g. 28,9 g. Thì hỗn hợp này người ta làm cái gì hỗn hợp này thì người ta cho tác dụng với và đun nóng nó trong ken. trong ken đun nóng thì đây phải có nhiệt độ nữa đó thì thu được đây là hỗn hợp y hỗn hợp y hỗn hợp y này chứa ai thì mình không rõ lắm chỉ biết rằng anh này người ta cho toàn bộ lượng y này tác dụng với anh brom và tiêu tốn một lượng ở đây là bằng amon brom à, biết mi biết mi chia mx biết mi chia cho mx thì bằng 19 phần 14 19 phần 14 và mặt khác thì thay vì việc là người ta lấy 28,9 này thì người ta lại lấy là lấy 1,9 mol hỗn hợp x hỗn hợp x đây người ta sẽ lấy là 1,9 mol 1,9 mol hỗn hợp x đây thì người ta làm cái gì người ta đốt trong oxy đốt trong oxy đây thì sẽ thu được đây là CO2 và H2O à, lượng CO2 đầu bài cho là bằng bao nhiêu đây lượng CO2 đầu bài cho là bằng à, 4 mol rất tròn trịa 4 mol và lượng oxy tiêu tốn là mất là bao nhiêu đây 6,45 mol oxy anh này hết là 6,45 mol oxy thì thu được CO2 là bằng 4 4 mol. Thế vậy thì đối với hai thí nghiệm này thì thầy sẽ xoay cái thí nghiệm đốt cháy trước nhé. Bởi vì làm sao? Bởi vì đốt cháy thì chúng ta thấy là oxy nó chỉ có làm ở ba chỗ thôi, oxy đốt này, CO2 và nước. Thì biết oxy ở trong oxy đốt rồi, biết oxy trong CO2 rồi thì mình sẽ tính được oxy trong nước và ta sẽ có này bảo toàn oxy này, bảo toàn oxy thì mình sẽ có ngay số mol của nước bằng Để máy tính bấm này. 6,45 45 x 2 trừ đi 4 x 2 thì bằng 4,9 Mình dễ dàng có ngay được nước đây bằng 4,9 này 4,9 mol, được chưa? Sau khi biết được số mol của anh nước rồi thì mình sẽ dễ dàng mình bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Đó, thì mình sẽ ra được đây đó là khối lượng của anh X bằng khối lượng anh X đây thì mình sẽ có này à, bằng MC cộng MH thôi. C đây bằng 4 x 12 cộng với MH là 4,9 x 2 là xong. 4 này nhân với 12 này cộng với 4,9 x 2 thì ra được 5 57,8 57, gram Đó. Thế vậy sau khi ra được X bằng 57,8 rồi thì mình sẽ tư duy như thế nào tiếp đây sau khi có được anh mx bằng 5,78 rồi thì thầy nghĩ rằng chúng ta sẽ suy ra uh, cái lượng như sau cứ hỗn hợp x đây nhé đây 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 uh, mx mx bằng 57,8 57,8 g thì có số mol thì số mol của anh x là bằng 1,9 mol 1,9 mol thế bây giờ mình liên hệ với cái thí nghiệm trên thế vậy thì khi mà mx của chúng ta là bằng 28,9 28,9 g 289 g thì số mol x lúc này bao nhiêu thì số mol x bây giờ sẽ bao nhiêu nhìn này khối lượng gấp đôi nhau thì số mol cũng gấp đôi nhau mình chỉ việc lấy 289 này nhân chéo chia ngang thì anh này sẽ ra được là 1,9 chia đôi sẽ là bằng 0,95 mol 0,95 mol đó thế vậy thì đối với cái thí nghiệm mà dùng 28,9 g này thì con số 28,9 g là tương đương với 0,95 mol được chưa Ok, sau khi mình có số mol của anh x này bằng 0,95 mol rồi thì ta lại có tiếp như sau. Ta có này ta có uh, công thức như sau đó là MI MI chia cho MX thì bằng uh, Mon X chia cho Mon Y, Mon X chia Mon Y và nó sẽ bằng bao nhiêu đây? Nó sẽ bằng uh, tương đương đi, nó tương đương cho dễ được chưa? Mà anh MI này bằng bằng 7, MI trên MX thì lại bằng là MI trên MX đây là bài cho đây 19 phần 14, 19 phần 14 thì bằng Mon X, Mon X thì mình vừa suy đây này 0.95 chia cho Mon Y, chia cho Mon Y. Đó thì suy ra đây là mon y sẽ bằng mod y sẽ bằng là mình lấy 14 này, 14 này nhân với 0,95 này chia cho 19 thì mon y đây thấy ra được là bằng 0,7 mol 0,7 mod. À, biết mod x, biết mod x là 0,95, biết mod y là 0,7 thì suy ra nó hụt đi. Cái số mod hụt đi bằng nhiêu? 0,95 mà trừ đi 0,7 nó hụt đi 0,25 thì đấy chính là số mod hero phản ứng đấy. Số mod hero phản ứng đây bằng 0,95 trừ đi 0,7 thì bằng 0,25 mod, 0,25 mod. Đó và tiếp lại chúng ta sẽ khai thác tiếp một dự kiện nữa như sau đó là chúng ta quá quen thuộc với công thức này rồi đó là độ bất hòa k của hỗn hợp x này độ bất động k của hỗn hợp x trừ đi 1 nhân với số mol hỗn hợp x mà số mol hỗn hợp x thì mình biết rồi 0,95 nhân với 0,95 đây thì sẽ bằng vào thì thay vì nhân với 0,95 đi thì mình nhân với bao nhiêu đây nhân với 1,9 đi nhân với 1,9 thì bằng số mol của CO2 bằng số mol CO2 trừ số mol nước sẽ bằng 4 này trừ đi 4,9 4,9 và từ đó mình sẽ ra được độ bất hòa K độ bao k của anh x sẽ bằng à, 4 mà 9 này thì là bằng trừ 0 9 0 đó à, chia cho 1 9 chia cho 1 9 đó ok xong rồi anh trừ 1 được chuyển sang là cộng 1 cộng 1 thì đây độ bất hòa của nó sẽ bằng 10 19 nhé 10 19 đấy là độ bất bão hòa đấy là độ bất bão hòa của anh à, hỗn hợp x và ta sẽ có phương trình cuối cùng đó là bảo toàn mon pi bảo toàn bảo toàn mon pi bảo toàn mon pi đây thì ban đầu pi làm ở đâu pi làm xong hoạt hợp x thì ta sẽ có này chỉ việc số mol của pi đúng không thì nó sẽ lấy độ bất hòa pi nhân với số mol thôi 10 phần 19 này nhân với số mol của hỗn hợp x số mol hỗn hợp x là 0,95 95 thì bằng số mol hidro phản ứng mà hidro phản ứng vừa tính ở đây là 0,25 25 cộng với số mol của barium phản ứng và barium phản ứng đây chính là giá trị của a đấy thì từ đó mình sẽ rút ra số mol của barium phản ứng barium phản ứng đây này. đây phản barium phản ứng đây hoặc wow. là chính là ẩn a và nó sẽ bằng số này 10 phần 19 10 phần 19 này, nhân với 0,95 này đó, trừ đi 0,25 trừ 0,25 thì bằng 0,25 thế vậy đáp án chúng ta A sẽ bằng 0,25 mình khoanh đây là đáp án C các bạn nhé 0,25 các bạn ạ